Hồi hên đi á ký mày liền á. Đánh con. Mày làm gì vậy? Mày đừng có tưởng mày làm cái nét vậy là dễ thương nha. Làm gì vậy hả? Con tên là Hờ Henie. Không có, biết rồi. Hờ Henie là mày thần tượng. Mày lấy cái tên giống người ta là mày tên gì? Tên mày thì á, lấy cho giống Hờ Henie thì biết là Hờ Henie là thần tượng của bay. Nhưng mà bây giờ bay lấy giống tên người ta là bay Hờ Henie gì? Ừ, thì lấy giống mày phải lấy cho giống. Lấy khác là sao gọi là Hờ Henie? Cái gì hết đó. Không phải là lấy giống là lấy cho giống Hờ Henie là tên Hờ Henie luôn. Ha, trời đất ơi, mừng quá mừng quá. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, buôn làng của chúng ta đã không còn sợ bị mù chữ nữa. Tất cả mọi người trong buôn làng sẽ được đổi đời. Trời ơi, công nhận cái làng này ham học thiệt. Hôm nay ngày học đầu tiên, người dân rất là phấn khởi là luôn á. Trời ơi, thấy chưa, tinh thần học hỏi rất là cao. Chưa biết hôm nay học thế nào mà đem sẵn nguyên một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 12 luôn. Có bầu. Trời ơi, có bầu hả? Nếu vậy có bầu thì gọi là... À đúng rồi, vậy là lời quá lời. Mẹ học con khôn. Trời, hiểu chưa? Dạ làng ơi, cái gì hả? Mà con có bầu con sách đẻ thì tự nhiên kêu đi học mà. Bày sao á, chỉ có học thôi con. Học mình mới đổi đời được. Ủa? Mà sao từ hồi tối hôm qua á, tao đi phát quà cho từng hộ. Tao nói là hôm nay đi học, ai nhận quà xong cũng kêu yeah được đi học rồi. Vậy mà sao sáng nay không thấy ai hết trơn hết trọi vậy? Đâu biết đâu. Thôi kệ đi, có bao nhiêu học bấy nhiêu. Bây giờ bay đứng qua bên kia để tao mời cô giáo vô nè. Dạ, mời cô giáo. Thôi Hờ Henie ký mày liền á. Đánh con. Mày làm gì vậy? Mày đừng có tưởng mày làm cái nét vậy là dễ thương nha. Làm gì vậy hả? Nè, tại sao hôm qua tao kêu phát quà 7 giờ là 5 giờ mày đã có mặt ở nhà tao rồi, mà mắc gì hôm nay đi học trễ 2 tiếng đồng hồ là sao hả? Sao vậy? Sao? Là vậy nè, để mày căng với ai? Mày căng tao tí mày liền á. Không có căng. Mày bớt nói cái tông này cho tao ghê quá. Tao có nói tao bình thường đó. Rồi nói đi. Là vậy nè. Trời ơi. Bình thường đó hả? Bình thường. Rồi để yên cho nó nói. Là sáng sớm nghe đi học là dậy sớm. Dậy rất sớm luôn. Rồi á, chạy thẳng xuống dưới bếp á, đánh răng rửa miệng cho đã đời rồi. Tự nhiên tóc mây nó dựng lên, nó bay. Khoan xí nè. Thường tao nghe nói tóc mai, không ai nói tóc mây hết trơn á. Tóc mai là tóc ở đây nè. Khi mà xỉu là giật tóc mai cho tỉnh. Tóc mai là bóc, tóc bay lên mây á. Tóc không có nằm xuống trong đầu á, là tóc bay lên mây á. Rồi sao? Nó bay. Thấy vậy á, chạy ra ngoài sau lấy nước vuốt cho nó nằm xuống. Nó vẫn không nằm. Xuống cái lu nước nhúng với cái tay vô, vuốt cho nó nằm. Nó nằm rồi. Rồi sao nữa? Quyết định chạy đến trường đi học. Đến trường khô nước. Tóc mây bay lên nữa. Rồi sao nữa? Rồi cái chạy về nhà lấy cơm chi lên lỗ tai luôn, cứ ngắt tóc mây luôn, không bay lên mây được nữa. Hay quá ha. Nhưng mà lúc cười ra hơi đau. Hay quá đó mà còn nói nữa. Đi học chứ phải là đi biểu diễn thời trang đâu, bay ngựa như vậy con. Trời ơi, phải chỉnh chu chứ chờ. Thôi đừng có nói nhiều, đứng xem qua một bên, ta mời cô giáo vô nè. Rồi Vàng ơi. Cái gì vậy? Cô là phải thỉnh nó đây ra nè. Tự nhiên Vàng ơi kêu ông trời, ông trời đâu có thả cô xuống đâu. Mày nhảy trên núi xuống hay gì? Mình nằm trên núi rồi. Mình kêu cô ơi là mình kêu đây thôi. Không có xin Vàng ơi ông trời ơi. Ý là thả từ trên trời. Ý là cảm ơn ông trời đã đưa cô giáo tới cái buôn làng. Mình cảm ơn cô là cảm ơn cô, không có cảm ơn trời gì hết á. Ông trời không có cho, cô tự nguyện vô. Mời ngang vô. Mời ngang là cô vô. Là mời ngang vô đúng không? Đừng có mời trên xuống, cô không có gì xuống được. Rồi biết rồi, mày đừng có chửi tao nữa. Dạ rồi, mời cô giáo. Trời mắt gì quỳ, đứng lên. Tự nhiên quỳ vậy? Ôi da. Dạ, chào mọi người. Dạ, tụi con chào cô. Ê, bác ơi, bác lớn hơn con nhiều, thiên niên kỷ lắm. Bác đừng có xưng là con, tội con. Bác cứ xưng là tôi hay xưng tên. Trời ơi, cô ơi, cô làm sao vậy? Tuy là tôi không biết chữ thiệt, nhưng mà tôi nghe người ta nói cái câu gì hay lắm nè. Cái gì mà một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Mà cô dạy tụi tôi thì tụi tôi phải kêu cô bằng cô, xưng bằng con chứ. Dạ chưa dạy bác. Bây giờ con nói bác ha. Dạ. Vậy bây giờ tao nói cho mày nghe. Ê bác. Trời ơi. Gì? Cái này là cái nói gì vậy ơi. Đúng rồi, cái này là môi trường giáo dục á bác. Mình đừng xưng mày tao, mấy bạn nghe mấy bạn bắt trước. Vậy bây giờ tôi phải xưng bằng gì? Dạ bác cứ xưng tôi rồi kêu con bằng tôi tên. Với tao nó giống nhau mà. Nhưng mà con nói bác nghe, bác đừng có kêu con cô, tại vì con cũng không có chuyên môn sư phạm mà. Không có dạy chi, không có ai kêu đi dạy. Nè tự nhiên không có chuyên môn mà đi dạy chi vậy? Dạy bậy dạy bạ làm sao? Mày ăn cơm hớt nha, mày lấy cái cơm mày tri lên tóc mày đi. Tự nhiên kêu chi cơm bên đầu à. Để đây nó cá tính. Im lặng để cô nói chuyện nè. Nhưng không có chuyên môn đi dạy người ta. Chị chỉ có không có chuyên môn sư phạm thôi, nhưng mà chị là sinh viên đại học, tụi chị là một nhóm tình nguyện lên đây dạy cho mọi người. Cho nên bác cứ là kêu cô nhưng mà xưng tôi được rồi. Rồi vậy bây giờ tôi thưa cô, tôi xin được báo cáo là tôi với lại cái tụi dân làng nè, mấy đứa này nè, thằng này con này nè. Cái dân làng đưa lên làm trưởng làng rồi xưng tôi, xưng tao với cái tụi dân làng. Đúng rồi bác. Xưng kỳ cục quá. Ủa vậy chứ bây giờ phải xưng bằng gì cô? Dạ bác xưng Hường ở trong lớp học là mình phải kêu bạn rồi. Kêu bạn hả? Dạ. Vậy là kêu bằng bạn. Ê cô tôi nói nghe nè. Ông nội. Cô nào? Không cô á, tôi kêu cô. Kêu cô bác Nghị bên đây. Không á, cô tôi nói nghe nè. Ông nội của con này là bạn tôi. Dạ. Mà bây giờ tự nhiên tôi kêu nó bằng bạn. Dạ. Vậy là tôi kêu ông nội nó bằng gì? Trời ơi. Đây. Hả sao? Vậy cũng không hiểu. Bác là bạn của ông nội con. Ông nội con là ông của con. Cho nên con là bạn của bác. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng sao? Tính chất bắt cầu. A là bạn của B, B là ông nội của C, suy ra C là bạn của A. Trời ơi. Đúng. Ủa chạy được luôn á hả? Là bình mày căng với ai tao ký mày liền á. Đánh con. Mày bỏ cái tông này đi. Ghê quá. Dạ vậy thôi anh. Vậy là bây giờ tôi kêu là mọi người, bạn thì kêu là mọi bạn. Mọi bạn. Dạ. Rồi bác với lại mọi bạn ở đây. Con kêu mà con ngại quá, không mấy con kêu các bạn đi. Các bạn ở đây có thể giới thiệu không? Tại ngày đầu tiên con xuống á, con chưa có biết lớp mình, giới thiệu tên mình con. Tự nhiên nó chưa giới thiệu, nó kêu mình giới thiệu. Trời kêu cô bằng nó vậy trời. Hổn à. Cô mà kêu bằng nó. Ê mà tôi thấy nhỏ nó nói đúng á cô. Ủa bác Lật con luôn hả bác? Ủa sao cô biết tôi tên Lật? Ủa bác tên gì? Tôi tên Lật, vợ tôi tên Lộng, hai vợ chồng tôi là Lật Lộng, là trưởng làng của cái làng này. Trời ơi. Dạ. Trưởng làng ở đây là cặp đôi Lật Lộng hả bác? Đúng rồi. Ý cô đừng có nói mà nhón nhón kiểu đó, giống như cô kỳ thị vậy đó. Đâu có, con đâu. Tuy là tên Lật Lộng thôi nhưng mà tụi tôi là danh dự, cái gì gọi là cái uy tín. Uy tín dữ lắm. Mà nói chung là thôi vậy thôi, chị nói vậy để con giới thiệu trước. Thưa mọi người, con tên Thấm. Rồi vậy cô tên Thấm rồi nè. Rồi bây giờ nè, giới thiệu đi. Nó tên là Henie. Nè giới thiệu đi. Em tên gì? Trời, Henie. Đúng. Nó thích Henie dữ lắm. Giới thiệu đi con, cô giáo hỏi Henie nó thích thần tượng dữ lắm. Thiệt, bởi vậy tao kêu mày giới thiệu mày không giới thiệu. Thì bây giờ nói nè. Em tên gì? Tên là chú mới nói hết trơn rồi. Chú nói trơn rồi. Không phải, ý là mày thần tượng Henie thôi. Nhưng mà mày lấy cái tên gì? Đâu có, con tên là Henie. Không có, biết rồi, Henie là mày thần tượng. Mày lấy cái tên giống người ta là mày tên gì? Tên mày á. Thì lấy cho giống Henie thì biết là Henie là thần tượng của Bay. Nhưng mà bây giờ Bay lấy giống tên người ta là Bay Henie gì? Thì lấy giống thì phải lấy cho giống. Lấy khác là sao gọi là Henie? Henie là đẳng luôn á. Bay dễ đó. Không phải. Là lấy giống là lấy cho giống Henie là tên Henie luôn. Trời ơi cô ơi. Vậy là bé tên Henie luôn. Không phải, tôi nói cô nghe. Này giống như là đây nè, có nghĩa là bé này nó giỡn vậy thôi. Chứ nó thích Henie. Nó thích giống được vậy Henie, đem danh dự về cho buôn làng. Cho nên nó tên là Henie Long. Henie Long. Trời ơi. Trời nãy giờ cũng phải để ý bác ơi. Gì vậy? Trời đất ơi. Sao vậy cô? Chị có bầu nè bác ơi. Chị có bầu nè bác. Cô cho tôi hỏi nè, bộ ở dưới miền xuôi á, người ta có bầu sau lưng hả cô? Ủa đâu có. Đi làm gì cô? Trời ơi, có bầu nè, thấy ghê vậy cô. Đâu, ở dưới miền xuôi y chang vậy luôn. Y chang làm gì bất ngờ. Bác không hiểu ý con lên đây con dạy á, chỉ có bầu mà chỉ vác cái bụng đi học vậy là chỉ ý chí lắm á bác. Đúng không phải đâu cô ơi. Ở trên núi á mà ai mà có bầu đi học là ý chí, chứ dưới đồng bằng ai đang đi học mất lý trí mới để có bầu đó. Đúng không? Cô nói đúng. Bé nó nói, bé nó nói gì vậy bác? Trời ơi, nói chung là nó khùng nói điên vậy đó cô. Đúng chứ nó khùng điên. Vậy thôi. Thôi nè bây giờ nè. Nè thôi. Bây giờ Giang qua một bên cho người ta giới thiệu nè. Rồi giới thiệu đi con. Tới chị, em chưa biết tên chị. Giới thiệu. Chị dạ. Chị đi học. Ủa chị mắc ói hay gì vậy bác? Chị mắc ói. Đại bạc nè, bình tĩnh giới thiệu cho cô biết đi. Chị tên gì chị? Dạ. Chị tên gì? Rồi nè, tập trung nè, giới thiệu cái tên cho cô biết nè. Chị dạ. Thôi. Mày điên hả? Tự nhiên kêu giới thiệu cái. Điên hả? Tự nhiên kêu ta giới thiệu tên kỳ cũng chết. Ủa sao bắt mới giờ ai cũng giới thiệu hết trơn, mới tới mày mày kỳ. Sao không kỳ? Nãy cô nói cô tên gì? Dạ em tên Thắm. Trời đất ơi tôi tên Lúi. Trời Thắm Lúi thúi lắm. Ghê. Không có được. Đó, thấy cô thấy không cô? Nè. Nói chung là con với chị đừng đứng gần nhau bác. Đúng rồi. Bây giờ con xin lớp mình cái là ở trên thành ở dưới thành phố con cứ lộn hoài. Ở dưới thành phố đó là khi con đi học á, vô trong lớp á, cái thủ tục đầu tiên là mình phải bầu lớp trưởng. Đúng rồi, bầu lớp trưởng đi. Dạ, đúng rồi. Không ấy bây giờ con thấy nè, bác lớn nhất, bác làm lớp trưởng giùm con. Làm trưởng làng biết nhiêu năm. Giờ tự nhiên kiểu bầu lớp trưởng nữa, người ta nói tôi háo danh. Không được, người khác làm đi. Nè, con bé nè, làm lớp trưởng đi. Không được, nó làm lớp trưởng mai mốt nó đẻ rồi ai làm lớp trưởng. Thôi. Nè, làm lớp trưởng đi con. Thôi, làm đi bây giờ lớp không ai làm đi, làm đi. Rồi nó không chịu luôn. Là chịu đó. Là chịu. Mày là chịu. Vậy còn gật đầu là gì? Là chịu luôn. Trời ơi. Mày sao á? Dạ nói chung là bây giờ có lớp trưởng rồi đó dạ. Cô vậy từ nay Hờ Ni Lông làm lớp trưởng nha. Hờ Ni Lông làm lớp trưởng. Vậy thì bây giờ sau khi mình bầu lớp trưởng, Hờ Ni Lông làm lớp trưởng á. Dạ đúng rồi. Sau khi mình bầu lớp trưởng xong rồi á, bây giờ con sẽ đây. Hết. Cái gì? Mới kiểu gì? Hờ Ni Lông. Cô vừa phát tập. Cầm đi. Phát tập muốn đi học rồi. Ủa Ni Lông đi đâu vậy em? Đi nhảy xuống thác. Chứ gì em? Tới giờ học rồi. Kêu bị sai tên của nó. Lớp trưởng Hờ Ni ê. Kêu mày đúng tên rồi, mắc gì mày còn căng. Bác ơi, cái nết đúng tên rồi. Tao ký mày liền ạ. Tao đánh cô. Tao vậy với cái này dễ sợ luôn á. Đánh em. Rồi mọi người ổn định chỗ đi là mình học nè, ổn định chỗ. Mắc học dữ lắm rồi, ngồi xuống. Thôi lên tảng đá ngồi. Mày đi tu hả? Mày đi ngồi thiền hay sao? Đi học phải đi ngồi thiền, lên tảng đá ngồi. Ôi tự nhiên tao muốn ngồi ở đâu ổn định thì lên đá ngồi, khỏi ai ngồi chung ổn định. Mày tao quýnh cho mày bất định luôn bây giờ đó. Tao ghét cái nét này lắm nha, tao ký mày liền á. Đánh con. Mày đây. Ngồi xuống. Mày con mày nó gớm quá nè. Ghê quá. Ngồi đi. Dạ ngồi. Nhìn ngồi. Không có ra cái con gì hết trơn. Rồi, mời lớp mình ngồi nha. Dạ. Ngồi xuống. Ngồi đi bác. Có bầu sao ngồi? Thì chị kiếm một cái điểm tựa chị chống mà chị ngồi. Từ từ tao. Chị chống cho lún đầu em luôn đi chị. Trời chị có bầu mà sao chị ngang ngược, chị chống lên bàn thờ nha em với chị. Rồi hai đứa bay đi cầu ánh sao hả? Quay MV ca nhạc hay gì? Chị ngồi xô lại bác chửi em đàng hoàng coi. Dạ mình ngồi ổn định. Ngồi đàng hoàng cho bác. Ngồi đàng hoàng nè, bây giờ nè đấu vô lần vô đúng không? Tôi ngồi đây luôn nè, đó học dễ học. Rồi chi vậy? Mình ngồi tảng ra, mình ngồi tảng ra mình mới học được. Dạ. Thôi mệt quá tựa với con. Bây giờ mạnh ai nấy ngồi đi. Thôi vậy. Mình giúp đỡ giùm con, cho con dạy nha mọi người. Rồi. Bây giờ con dạy mọi người nha. Rồi học cái gì cô? Bất cứ cái kiến thức gì mình muốn thu thập nó vô trong người thì mình phải có được một cái vốn gọi là đọc, viết và nói được chữ. Hay quá. Hôm nay con sẽ dạy mọi người là bảng chữ cái. Yeah. Trời ơi thấy chưa? Tụi bay mà không đi học á dễ gì biết được bảng chữ phân biệt hai giới tính cái được. Ý vậy con muốn đẻ con trai con học bảng chữ đực. Vậy con muốn làm gái học bảng chữ cái. Ủa bác ơi. Thì học đúng rồi thôi chứ tự nhiên ngộ. Con vừa quay lên viết được mấy chữ bác tuyên truyền cho mọi người gì ở đây vậy? Đâu có đâu. Nghe cái gì kỳ lắm. Không có. Tôi nói là hôm nay học bảng chữ cái, ngày mai học bảng chữ đực. Bác ơi. Không có cái bảng chữ đực nha bác. Dạ. Ủa sao không có thì có giống cái thì phải có giống đực chứ cô. Dạ không phải cô. Không phải bác. Cô nào trời. Cô nào? Cô là bác làm con bối rối. Nè tôi là giới tính ổn định nha. Không phải như con. Tôi tán mày bây giờ đó. Mày ghê lắm luôn á. Rồi bây giờ mọi người ổn định nha, con nói lại nè. Cái bảng chữ cái á, nó không phải là bảng chữ cái chữ đực mà là con chữ á, tụi con kêu nó là cái chữ thì cái nào nó lụng ra là cái chữ hết đó bác. Dạ trong tiếng Việt nó có 29 chữ cái. Ồ 24 chữ làm gì ra 29? Dạ 24 là bảng chữ cái tiếng Anh thưa bác, vỗ tay. Dạ. Cô mắc gì căng với cô? Cô nhắc thôi chứ cô có chửi đâu mà căng với cô. Học đi bác, mình học nha bác. Cô nhắc bác. Rồi bây giờ mình bắt đầu học nha. Bác ơi mình học nha bác. Học đi cô. Tôi quá chán nản với cái lớp này. Bây giờ ông động bà con. Alo. Ủa, sao học gì? Ông học ABC, ông học alo. Ủa bác ơi, con nghe điện thoại đó. Con nghe điện thoại của con. Nghe điện thoại hả? Dạ, con nghe điện thoại bác ơi. Nghe điện thoại. Nghe điện thoại. Nghe đi con, nghe đi. Muốn gọi được không? Gọi được, xuống dưới gọi được. Xuống dưới nhà sàn hả? À đúng rồi, xuống dưới luôn. Gọi được, rồi rồi cô đi, cô gọi lại cái nha. Alo, alo. Anh ơi, em nghe nè anh. Alo, alo. Sao cô la dữ vậy ta? Ở bên đó là giật thảm. Cửa bên đây nè. Cái lộn, sao mày chỉ tào lao vậy con? Alo. Trời ơi. Alo. Alo. Sao mày chỉ gì mà? Alo. 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 Ủa sao nhỏ cô leo lên được vậy? Cô mới té cái chân nè. Cô chạy lên kịp. Ai tên Thấm ra nhận thư nè. Ủa cái gì không nghe? Ai tên Thấm ra nhận thư nè. Trời ơi. Cô Thẩm có thư. Rồi tôi đây. Mới lên có 3 ngày mà có thư rồi. Trời ơi. Có thư hả? Của ai vậy? Thư của cô Thẩm, của cô Thẩm, của cô Thẩm. Tao ký mày liền á. Tao cũng ký mày luôn á. Tao đi ra tao nhận thư dùm cho cô Thẩm. Thấy ghê, thấy chưa? Mày thấy ghê không? Thư ấy. Cái gì? Thư của cô Thẩm mắc gì đọc? Đọc hồi nào? Sao mở ra? Mở đâu mở? Ý trưởng làng muốn làm gì làm hả? Lớn rồi ý thức được cái gì làm, cái gì làm. Cái gì nên làm thì làm, không được nên làm bậy bạ. Tao đánh giá mình rồi sao? Lớn là muốn cái gì đúng hay làm. Tao muốn làm gì làm đâu được. Tao phải trưởng làng muốn làm gì làm đâu trong làng à. Tao cấy mày nè. Trong làng tao bầu mình ra mình phải sống có trách nhiệm với người ta chứ. Tao hỏi gì? Cô Thẩm là ai? Cô Thẩm là cô giáo. Rồi xong đây cô giáo đọc mình đọc. Thì ủa đâu có đọc đâu, cái này là mở ra. Chưa có mở luôn á, này nhận dùm. Thì mở ra đọc đi coi có gì đó. Điên hả? Trời ơi, mày sao quá. Cái này là cái chuyện riêng. Nè, bình tĩnh nghe tao nói nè. Cái này là cái chuyện riêng của cô. Mình không có được mở ra đọc. Như vậy là bất lịch sự, mày hiểu không? Ừ, vậy thôi đưa người khác đọc đi mình. Tao không có đọc đâu, mày cầm mày đưa cho cô Thẩm đi nè. Thôi đọc đi. Lỡ cô mới lên có 3 ngày, ai biết cô mờ ám gì sao phải đọc mới được. Lỡ nhiều khi có tình lý tự nhiên sao mắc gì mà lên đây mà không gọi điện thoại mà đưa thư. Trời ơi, tại trên này mất sóng cho nên là nhiều khi cái đường sóng nó lên trễ hơn cái đường thư điện tử. Thôi thư rồi lên rồi mà sóng còn chưa lên kỳ cục vậy thôi. Cái này có sự gây bậy bạ trong đó đó. Đúng rồi. Đọc đi. Mờ ám. Đại diện trong làng lớn tuổi rồi mình nhìn nhận một cái điều nó đúng đắn mình đọc đi. Đọc, tao có biết chữ đâu kêu tao đọc. Từ lúc đầu không nói. Bởi vậy thì đưa người khác đọc đi rồi người ta kêu ê sợ ơi là phải tự đọc. Giờ phải đọc đi, đưa ai đọc? Đưa người khác đọc. Chị đọc đi. Tự nhiên tôi đọc tôi đánh giá tôi sao nghĩ sao? Chị đọc đi, chị lớn tuổi bác. Tao không có đọc ta đánh giá tao không được. Người ta đánh giá chị đổ thừa qua con chị. Trời ơi. Chị cứ đọc đi. Mày đừng có ngang ngược quá. Đúng rồi. Em bé ai nói được em bé. Thôi mày vậy được luôn á. Chị nói con chị đọc. Tao biết chữ mà. Mày điên quá. Bả của tao ngén thai con chị nó ngén đọc. Con muốn đọc. Mày muốn nói cái gì là mày nói à? Mày bắt nói là mày nói à, thiệt tao không có đọc. Bây giờ ai đọc? Mày đọc. Mày đọc đi. Bây giờ cái này ép con đọc nha. Ừ, điều con đọc bậy bạ. Mày biết được chút chút chữ trong cái làng này mày đọc đi. Mày đã từng biết. Hay bị gì con biết chút xíu chữ nên con đọc chứ thật sự con không có nhiều chuyện. Biết rồi. Nhưng miệng mày không có nhiều chuyện mà người ta bán vốn con, người ta đổ thừa con thì ở đây hai người nói đỡ cho con. Rồi. Có gì nói lắp vô cho con. Biết rồi. Có gì chị đưa lưng đỡ đạn cho em. Còn không thì đưa con đi ra đỡ cho em. Cái mặt người ta mày làm như cái mặt trận vậy đỡ đạn. Chứ không hay rồi thì đỡ cho con một tiếng nói đi chứ người ta đỡ được con. Bây giờ con đọc nha. Đọc đi. Đọc đi coi đúng mà mình phải đọc mình coi cô giáo là người tốt hay xấu nữa. Đọc đi. 3 ngày có thư rồi. Tôi. Cái gì cái gì? Tôi á tôi là chắc là cô á. Tôi đến với ngôi làng này. Dễ thương chưa? Tôi thấy ngôi làng này yếu nên tôi quyết định đâm đơn lên phường. Trời ơi. Sao cô tâm địa cô kỳ với trời. Tiếp coi. Sau khi năng động đi tìm, tôi thấy mọi người tắm ở cái thác nhiều quá dẫn đến cái thác bị khai. Trời ơi. Ác nhân ác đất vậy. Sao cô độc mạch quá à. Tiếp coi. Tre không còn tươi nên tôi quyết định phá rừng lấy gỗ. Trời ơi. Tre không tươi thì phá tre mắc gì phá rừng. Trời. Sao cô kỳ không phải đâu phải phá rừng tại vì tre già măng mọc là lấy luôn tre lấy luôn gỗ đó. Thâm độc quá thâm độc. Khúc cuối còn câu cuối đọc cái khúc cuối đi. Tôi quyết định đẩy mọi người vô đường lui không còn đường lùi. Trời đất ơi. Sao cô kỳ vậy đi dạy mà cô kỳ vậy. Tóm lại là nội dung cái lá thư này là cô giáo muốn thâu tóm cái buôn làng của mình. Vậy cô đâu phải là người tốt. Trời ơi. Mọi người ơi. Vô kìa. Bây giờ mình học tiếp nha. Xin lỗi mọi người tại vì cuộc điện thoại. Điện thoại gì? Gì vậy? Gì? Đi lông này dở với cô rồi. Ni lông. Ni ê. Ni ê, giỡn với cô. Rồi bây giờ Ni ê ngồi xuống, bác ngồi xuống, mọi người học nha. Bỏ cái nét ra với tao. Làm với ai cũng được, từ tao ra, nghe chưa? Rồi bác đứng bên đây chi vậy? Mày hay lắm. Thôi bây giờ nè, cô nói gì cô? Mình học nha bác. Học hả cô? Dạ. Học cái gì cô? Cô bước để tôi nói chuyện với cô nè. Ủa sao vậy bác? Không có học cái gì hết trơn, hết trọi nữa hết á. Dạ. Bỏ cái cặp xuống nói chuyện với tôi. Dạ. Tính trốn hả? Ủa? Đâu có con dạy mọi người. Mày nhìn mặt tao ác chưa? Nè, hay quá. Mới bước vô con đường ăn học mà chửi cô đi. Người ta chửi dốt nữa. Ôi là giờ không chửi cho nãy để người ta tới người ta chiếm đoạt cái làng của mình. Mày im lặng. Mọi người, bây giờ có chuyện gì mình tính sau nha. Cái buổi học của mình bắt đầu. Không có học cái gì nữa hết. Nghỉ học. Tụi tôi sẽ không học bởi vì cô lên đây một tôi nói thiệt với cô, tuy cô mới lên có 3 ngày nhưng mà cô đã bị lộ. Mới lên có 3 ngày mà con lộ rồi hả bác? Ừ. Chết con rồi. Cô lên đây mục đích chính của cô đâu phải là để dạy học, đúng không? Vậy là mọi người biết hết rồi hả? Biết sao không biết. Nè, cô đừng ở đó mà chối cãi nữa. Đọc đi. Ủa? Mọi người làm gì con không hiểu gì hết trơn vậy? Không hiểu hả? Còn này là gì? Ngô hả? Này là... Đọc đi rồi cô biết. Thư của cô đó. Bày đặt hả? Ủa thì là thư nhưng mà cái này là... Thư của người ta gửi cho cô. Nhưng mà cái này là cái gì? Là cái gì? Là tôi. Con cái này đó. Cái gì vậy? Trời ơi, cái này mọi người sao mà mọi người... Đây là im lặng. Đây. Ảnh á. Ai vậy? Đây mới là người tốt nè. Ai vậy? Anh này là giám đốc công ty giải khát ở dưới miền xuôi. Không phải giải khác chị. Không phải cái giải gì nè. Giải nhớp. Không phải. Giải độc gan. Điên quá má. Giải độc gan chị. Nè cái giải gì, cái con gì mà nó ngứa nè. Trời bác ơi, giải trí. Tôi tính nói luôn á. Cảm ơn cô. Anh này là công ty giải trí ở dưới miền xuôi, lên trên đây tìm kiếm tài năng trẻ. Và tôi là trưởng làng, tôi đã nhìn ra trong cái buôn làng này người tài năng không ai khác, đó chính là Hờ Hen Ni Lông. Đúng như lời bác nói. Tôi là tổng giám đốc công ty giải trí. Hôm nay tôi mới lên đây để mời em Hờ Ni Lông về. Khoan bác ơi. Người ta còn cho tôi tiền nữa. Đưa tiền giúp đỡ buôn làng. Mọi người ơi, mọi người ở đây làm sao vậy? Sao mọi người tự nhiên người ta nói người ta là cái gì là mọi người tin liền vậy? Cô tại sao không tin được? Mọi người chưa tin em tin liền. Em là người tin liền là đầu tiên. Em tin liền rồi em làm gì nữa? Em đi theo ảnh luôn. Trời ơi. Nói nghe nè, biết sao không? Tại cô nhìn đi. Người ta nè, cái mặt nè, thấy không? Rất là hiền lành, chất phát. Thấy chưa? Đó, thấy không? Cái chân mài như hai cái đao, từ nhỏ lớn rồi, lớn chưa cạo luôn, thấy chưa? Nguyên sinh, nguyên thủy luôn. Nè, thấy mọi chưa? Mọi người. Cái mặt rất là chất phát. Cái mặt này ở trên này mọi người gọi là chất phát. Đúng. Ở dưới con gọi là chất chơi đó. Ừ, hả? Chất chơi là cái gì? Dạ, tức là nói chung là mọi người không có tin được. Mọi người bình tĩnh đi, đừng có làm con rối. Nói chung ảnh là người tốt và tôi đã cho Hene đi theo ảnh. Nhưng mà Hene chưa có được học chữ mà bác. Kệ nó sẽ học, nó lón son vô xù bích, nó làm rạng rỡ phố núi. Nhưng mà bác ơi, con nói bác nghe, mọi người bình tĩnh đi, để con nói chuyện với ảnh nha, bình tĩnh. Mọi người khoan hả? Chỉ có một mình bả mất bình tĩnh thôi. Đúng rồi, nãy giờ chưa ai nói gì luôn. Anh kia, anh nói anh làm công ty giải trí đúng không? Thẻ nhân viên ở đâu? Thì đúng được. Anh dẫn Hờ Nê đi đâu? Anh nói là đi vô showbiz hả? Vậy thì kế hoạch đào tạo đâu? Cái vậy? Không có nói nhiều. Hợp đồng đã ký rồi, Hờ Nê đã ký rồi. Ừ. Tiền cũng đã giao cho trưởng làng rồi, bây giờ tôi tới bắt người. Tôi nói cho anh biết, có tôi ở đây, tôi sẽ không cho ai đi ra khỏi cái làng này. Cô ơi, em có ký nhưng mà chú lấy tiền. Đấy này nè, cái tiền rồi con có ký. Lo cho mọi người. Bác ơi, con nói cho bác nghe, bác bình tĩnh đi. Bây giờ cái vụ buôn người hả, vụ dỗ người ta bắt cóc như vậy nhiều lắm. Bây giờ có thể mọi người đang bị gạt đó, mọi người tin con đi, đừng có cho Hờ Ni đi đâu hết. Cái đó nhiều lắm hả cô? Dạ. Bắt người hả cô? Tôi nói cho anh biết, anh không có dẫn Hờ Ni đi đâu hết. Muốn cái gì muốn, phải được học chữ cái đã chứ. Bây giờ không nói nhiều, tôi bắt rồi. Thôi, thầy quá cô đánh lộn, kêu cô đánh lộn lớn rồi. Cô, trời ơi, cô giáo mà đánh lộn như vậy. Cô ơi, đừng đánh lộn để tụi em đi theo đi cô. Trời ơi, bắt người đó. Bắt người đó. Bác dịnh lại giùm con đi, sơ hở mà nó đi hả? Bác ơi, không có bắt con. Im lặng. Ôi, bắt người hiểu không? Trời ơi, để tôi gian ra để tôi gian ra mày. Nó quấn tôi cô ơi. Trời ơi, tại bắt anh chi cô quýnh đó. Rồi nó đuổi rồi, kéo lên cô, kéo nó lên cô, kéo nó lên. Bắt vô đi, để tao mày trả thù đi, mày để nó tao bắt thì bắt vô đi, tao ký mày liền hả? Kháng tiếc rồi đó con nha. Đứng dậy bắt vô đi. Nó đuổi rồi, cô bỏ ra, cô bỏ ra, tôi bỏ ra. Mày giỡn mặt mày. Bác ơi, bác nó chưa có đuổi luôn. Phụ Bác dừng lại giùm con. Đem ra ngoài đưa dân làng chói lại. Từ từ mình đem lên chính quyền nha bác. Đi đi đây, cô phụ tôi con. Đi đây, đi ra. Xém một tí nữa là bị bắt đi rồi đó, thấy chưa? Bác tự nguyện đi mà. Trời ơi. Mày sao á? Ôi da. Mọi người thấy chưa? Mọi người không biết chữ. Người ta đưa cái gì mọi người cũng ký hết là chết luôn á. May á là con lên trên đây một mình, cho nên là con có võ karate trong người con đánh anh được á. Lỡ không có võ không giúp được mọi người thì sao? Hồi nãy giờ thấy cô đánh là biết cô có võ rồi, cô đâu còn phải giải thích. Cô hiểu không? Nhưng mà nó nghe nè, cũng cảm ơn cô. Nhờ cô mà không một xíu nữa là con hơi ni lông này nó đi theo con xà lông luôn rồi. Trời ơi, bây giờ đánh anh ai dẫn con đi? Mày đi cái gì nữa? Trời ơi, em biết em đi, em không có vô xô bít mà cái thận của em vô xô nước nó biết chưa? Đúng rồi đó cô ơi, bây giờ là cảm ơn cô. Trời ơi, cũng may là nhờ có cô á. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, chứ không có cô là không biết chuyện gì xảy ra luôn á cô. Có chuyện này con mới cảnh báo mọi người nè. Bây giờ mình không biết chữ, mọi người thấy tác hại chưa? Đâu phải ai đưa cái gì mọi người, ta nói cái gì là mọi người tin cái đó đâu. Thôi, mọi người biết ơi. Rồi, tôi xin lỗi cô, cảm ơn cô đã lên đây giúp đỡ tụi tôi. Con nói bác nghe. Hả? Dạ. Bây giờ con ở đây, con cứu được ni lông. Nhưng mà bây giờ mọi người mà không biết chữ thì không ai cứu được mọi người hết. Cô là cảm ơn cô. Cô con tin gì? Ni nè. Đừng tin ni lông nha. Cũng tại cái lá thư hồi nãy á cô. Lá thư gì bác? Thì hồi nãy cũng tại cái lá thư đâu rồi? Đây rồi, cái lá thư đây, đâu? Đây nè bác ơi, đây nè. Đâu? Hồi nãy mọi người đưa cho con lá thư này đúng không? Cũng tại cái này mà xém một xíu nữa là tôi đuổi cô về với lại miền xuôi rồi. Nhưng mà con thắc mắc mọi người sao vậy? Cái nội dung lá thư này là của nhóm thanh niên tình nguyện gửi cho con. Mọi người gửi cho con. Thì cái nội dung làm tôi bức xúc đó, cô đọc đi. Sao mà không bức xúc được? Câu đầu tiên là ghi là em hãy đến với vùng đất này với một tình yêu thương như một tình yêu đơn phương đối với người dân ở đây. Vậy mà nó đọc đâm đơn lên phường. Ai đọc? Cô đọc tiếp cho tôi cô. Dạ. Cái ý thứ hai mấy anh dặn con là nhất định phải dùng sức trẻ, tuổi trẻ của mình khai thác tiềm năng con người ở đây. Trời ơi. Vậy mà nó đọc tắm nhiều quá cái thác bị khai. Trời ơi. Cái gì đó? Mày cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Đọc tiếp cô, đọc tiếp. Còn cái ý cuối cùng mấy anh dặn con là nhất định phải đẩy lùi nghèo đói bệnh tật ở đây bằng cái chữ. Trời ơi. Vậy mà nó kêu đẩy tất cả mọi người vô đường lui, không có đường lùi. Cái miệng của mày. Ủa bác, con hỏi thiệt luôn nha. Mọi người ở đây ngày đầu tiên đi học với con. Sao mọi người đọc rành rọt cái lá thư này mà hiểu sai nghĩa hết vậy? Tôi đâu có đọc. Vậy chứ ai đọc cho mọi người? Nó. Trời ơi, vậy là học đúng rồi. Thôi ngồi xuống đi con dạy. Học đi, học đi.